nè. Dạ, trời ơi, em đâu biết nàng Thảo vô đâu. Chị xí đi cho con vô. Vô thay cái đầm đi ha. Ừ, vậy đi. Dạ. Hồi nãy giờ vô nhà rồi mà không có chịu thay đồ đẹp hết. Không có chịu thay đồ đẹp gì hết trơn. Hôm nay là thứ sáu cả nhà. Dì gái thì có chè đậu đen xôi lá cẩm. Món này người ta thích ăn lắm. Dạ. Hôm nay dọn sớm 1:30 là có rồi. 1:30 là đã dọn rồi. Cái thùng đá cho có lạnh lạnh u để khách uống. Chị nước mắm cay ha chị ha? Không. Không. Cay. Không ăn cay. Ba bịch luôn, không cay luôn. Dạ. Hai chồng này chờ gái xíu đi, cái bán xong này cái bán cho. Thôi đợi cái xíu đi nha. Cậu này vô quay em hoài chị ơi, quen dữ lắm luôn à, quay hoài rồi. Dạ. Đi quay đồ ăn không à, chứ không có quay nghe người đâu, đừng lo. Trời ơi, là quay mâm bánh à, phải quay bà chủ à. Đó, quay mâm bánh đó, thấy chưa? Thành thử ra đây, đâu quay em đâu, đâu bằng đồ đẹp chị. Sao không quay dì gái được? Dì gái là trung tâm mà sao không quay? Ai biết đâu, nãy nói quay mâm bánh thôi, gái nghe, gái đâu có thay đồ đẹp. Thôi mà nghĩ cũng được, mang tính chất như là một mẹ. Dạ. Chị, lấy muỗng luôn ha. À, cho ba cái muỗng. Ba cái muỗng luôn. Chết cha, chị ơi, chị em bỏ muỗng chưa chị? Chị. Trời ơi, mới nói bỏ muỗng xong mà quên liền. Rồi, một dĩa đầy đủ, một dĩa ít trần với bánh bột thôi. Bánh bột này nó ngon vô cùng. Nước mắm cay được ha. Nước mắm bánh bột là cực kỳ ngon luôn. Cái cô đó cũng nói nha, cũng mua vô bệnh viện ăn mà người ta nghe mùi nước mắm là người ta thấy ngon rồi đó. À, dạ. Thấy không? Dạ. Chỉ nghe mùi. Hay quá hả? Ừ, hay ha. Người cái mùi nước mắm là biết bánh nước ngon. Ngon rồi đó. Cái này đúng với lọc không? Ít trần luôn. Ít trần với bánh đúc thôi. Cỡ nào cũng chịu được hết trơn á. Giả luôn. Cô đâu có nói ha. Em thích chị là chị bán đông đông chứ chị không có quạo. Nói trời ơi, khách hàng mà quạo gì chị? Dạ. Khách hàng mua mừng cái mồ làm quạo gì. Khách hàng đem tiền tới cho mình mà gạo cái gì chị gái. Bởi vậy. Dạ. Thiệt á, mà chị gái bán hàng dễ thương vậy đó cả nhà. Hôm nay có dạ. Cái chỉ có ông chồng của chị gái hơi lụi đợi chút xíu. Thì đợi. Nhà có người này người kia. Bởi vậy. Cù quá sức lại. Chè đậu đen cả nhà ngon lắm luôn á. Đậu đen ngon lắm. Nãy dạ. Cô giáo trường học hả đặt nấu 550 ly chè đậu đỏ nè. Dạ. Ngày mai lấy một cử, thứ ba lấy một cử nữa để cho học sinh ăn để thi cho đậu. Dạ. À vậy đó hả? Cô giáo còn dễ thương vậy trời. Bởi vậy nấu nhỏ cho học sinh ăn cho đậu. Nhỏ em là trong trường học đó. Dạ. Thành thử ra cô giáo nói nó lấy cô giáo nói 50 ly. Nó hỏi gì đem đi chổng múc đi chứ gái không có thời giờ đâu múc từng ly. À. Ừ. Cà xô vô trong tự múc ừ, chia nhỏ. Đúng rồi, tự múc mà chia đi. Dạ. 50 ly, thứ ba nấu 50 ly nữa. Dạ. Mà cái chè đậu đen của chị gái cả nhà ăn ngon lắm luôn á, nó bùi, cái hạt đậu nó bùi á. Đúng rồi, đúng nấu rồi. Nấu lửa từ từ á, không có nấu gấp á. Giờ mà đậu này mình nấu rồi áp suất là không được đâu nha, nó không ngon bằng á. Đúng rồi, nó không có bùi. Ừ. Đúng. Nó hay vậy đó. Ừ. Phải hầm lửa than từ từ cho đúng nó riêu. Đúng rồi, phải than, lửa than củi đó. Dạ. Nó ngon lắm. Dạ.
Bởi vì chè đậu đen gái bắt đắt lắm Thảo. Dạ. Người ta thích ăn lắm. Ta cứ canh chè đậu đen, ta hỏi chè đậu đen hoài. Dạ. Cái nó chỉ có thứ sáu mới có bán chè đậu đen. Tuần cả tuần duy nhất có một ngày thứ sáu. Một ngày thứ sáu thôi. Xôi hả chè chỉ có một ngày thứ sáu thôi. Dạ. Hôm nay cái cô kia cổ đi họp rồi, cô nói nay tôi không có phụ bà được gái ơi. Đi họp rồi. Dạ. Có hai quán chè đậu đen. Nghe nè, biết xong Thảo bà ngoại bây giờ bà lẫn rồi, bà mới nhớ, bà cứ nói đi nói lại hoài. Sao đâu, có gì đâu, mà. Trời ơi, gì cả. Đừng có giận bà ngoại. Không, trời ơi, có khi nào vô giận đâu. Trời ơi, có bà ngoại vui mà. Đừng như bà ngoại nói nhiều á, dạ, sợ sao? Thảo bực mình á. Có bực đâu. Bà ngoại bà nói nhiều, với đứa nhà nó còn bực nữa đó Thảo. Dạ. Bà ngoại nói tới nó lui nó hoài hả. Dạ, vậy mà mất mất thì lại tiếc thương đó. Vì bởi vậy mà cứ nói hoài, cái tuổi la hoài. Bà ngoại nói ít thôi, đừng có nói nhiều. Mà cứ nói. Họ quan tâm lắm, vô lúc nào cũng hỏi han vậy đó. Nhưng mà nó hoài hai có người nhiều già nó hoài. Mà có sao đâu vậy cả. Con nhỏ cháu con, cho nhỏ cháu còn con nhỏ Út quá, nó nói mệt mà ngoại quá, ngoại nói nhiều quá. Không chịu. Con nhỏ con cứ thằng em cũng vậy đó. Bà nội mệt quá, nói hoài con nhức đầu quá. Con miếng đá gái con có đá không? Có. Đá muốn đá thì có đá. Xôi lá cẩm. Xôi. Cả nhà hôm nay là có xôi lá cẩm. Chè đậu đen xôi lá cẩm. Rồi bánh đúc. Bánh bèo bánh đúc ngon bánh, lắm. Mâm bánh bèo bánh đúc thì mọi người biết rồi đó, rất là ngon. Đây này, hôm nay là thứ sáu đó, dì gái sẽ bán những cái món đi trên biển cả nhà. Cô chú anh chị mình coi dùm những cái ngày bán để mà đúng mình lưu đó. Ý mình ăn. Đôi khi mình đi tới mà ngày vẫn đúng món mình còn buồn chứ. Đúng đi rồi. Xa tới mà vẫn có khi cái cô đó Thảo cổ tướng lúc của chị Thảo cô dạ. Nói hả chị em coi của Thảo Vi nó quay á chị xong rồi em tìm tới đây nè Củ Chi luôn đó nha. Ít trần không ha đủ thứ. Dạ. Rồi sao gì gái? Mới tìm xuống tới đây á. Xa vậy đó hả? Ừ. Dạ. Tội nghiệp bỏ ghê không? Dạ. Anh ơi lấy chả không anh? Không lấy chả. Rồi không lấy chả thì có 22.000 thôi. Lấy ba chục thì bán nhiều ăn cho đây, nó anh muốn lấy nhiều thì em bán nhiều cho anh đây yên tâm còn thêm lớp nữa còn thiếu gì chú tưởng làm nói thêm 30 mà sao thấy ít vậy còn thêm lớp nữa còn lớp nữa yên tâm. Uống nước trà đá đi. Trà đá ngon lắm á, bao ngon mà. Có cần lấy muỗng không vậy cái em trai? Khỏi phải không? Rồi đây khỏi. Được cái 50 phải không? Đây khỏi lại 20. Cho bịch chè đem về. Chè 10.000 cả nhà, ngon lắm. Được cái chè này nó hay ở chỗ này nè. Mua về mà bỏ tủ lạnh mai hâm lại nó vẫn mềm ngon như cũ nha, như mới vậy luôn chứ nó không có bị sườn hay nó không có bị lại đầu á, rất là yên tâm. Ngon. Dạ. Rồi bịch chè đậu đen. 48, 58.000 tất cả. Dạ, chú có bán gì không? Đi dùng cái đi dạ. Bố. Cắt vô chọc nghèo. Bởi vậy phá chọc nghèo vậy đó. Rồi thối 2.000. Khoảng bánh đúc của dì gái thì thứ hai là dì gái nghỉ xả hơi ngày cả nhà, mọi người đừng nghỉ thứ hai nha. Đó, đôi khi hồi lúc trước nhiều người ta không biết á Thảo. Dạ. Ta tới thứ hai nhưng mà bây giờ nhiều người ta cũng biết rồi. Biết rồi đúng không? Dạ. Ta nhớ, ta coi cái lịch đó, anh ta nhớ. Dạ. Có nhiều người nói không nhớ ngày nào, ta nói chị cứ chụp lại cái menu đi ha, muốn ăn cái ngày nào chị dở lên là đó, chị thấy. Đó, mở điện thoại ra cái là có khỏe. Là dở lên là chị thấy, không phải mất công đi tới đi lui cho cực chị ơi.
Rồi địa chỉ thì khi nào đầu vô clip cũng phải hết rồi cả nhà. Địa chỉ là nhiều người không biết đó địa chỉ đó nhìn cho dễ kiếm. Đó, hẻm 211 xe 116. Trước cái số nhà đó là 211 xe 116, đường Hoàng Hóa Thám, phường 5, quận Phú Nhuận. 1:30 thì bắt đầu có. Đôi khi sớm hơn xíu nhưng mọi người cứ đi tầm 1:30 là đẹp nhất. Đúng rồi, đúng 1:30 là được. Dạ. Còn bán thì giờ hết thì cũng biết được tùy theo cách thôi cả nhà. Tùy theo, đúng rồi. Chợ ngoài đi đâu hả? Đi làm thẻ đó. Dạ. À, bà ngoại bây giờ là 80, tức là lãnh tiền để mà trợ cấp của ủy ban. Dạ, tiền già đó. Bây giờ phải ra mở tài khoản. À, họ chuyển hàng vô luôn hả? À, nó chuyển khoản vô luôn chứ không có cần mà hả? Đi lấy nữa, nó không có trực tiếp đưa tiền mặt nữa. Dạ. Anh ơi, học bánh bèo với gì anh? Bánh bèo không? Anh quen luôn, biết chuyện cái gì luôn. Dạ, bánh bèo nhiều hay ít anh? Lấy 30 nghìn. Dạ. Bình thường là bao nhiêu? À, nếu như 5 cái là 20. Mà 8 cái là 32. Lấy 40 nghìn. Dạ, đây em làm cho anh. Nó đồ chua nhiều với lại cái... ớt với đồ chua nhiều ha anh. Rồi, để em mừng cho. Hay lắm, cái đồ chua ở đây ăn nó ngon, ăn cái bánh nó đỡ ngán rồi. Mấy người phải có cái đồ chua vô ăn cái bánh nó mới ngon. Đúng rồi, đồ chua của cái bánh là tự như... làm đó. Dạ. Phải có ớt nhiều, ớt nó ớt cay. Dạ, ớt nhiều, đồ chua nhiều. Dạ. Không biết ăn ớt là cũng là mất ngon đi, mất đi một phần ngon rồi đó. Anh ăn cay dữ lắm. Dạ. Đúng là bánh bèo có nhiều năm bộ rồi, tôi nhớ là có bì với là có dâu, có cái rau sống, dưa giá. Dạ, đúng rồi. Đâu, bên, Bình Dương chú. Không, ở quốc lộ hay không có không như còn đó, không phải gọi. Bánh chết. Bánh lúa trên đó nên giờ ta vẫn còn ăn cái truyền thống đó, đúng rồi. Bánh nhỏ mà nó mỏng mà nó đúng có năm bộ. Dạ. Bánh bèo này giống em muốn bắt trước miền Trung rồi. Bắt trước miền Trung rồi. Miền Trung em muốn trục trở lại không học. Mỗi ẩm thực, mỗi vùng miền có một cái đặc trưng riêng. Đúng có rồi. Một cái ngon riêng. Giờ nói chung là giờ mà đem chê thì cũng khó. Chê thì sao họ cái vùng đó họ tồn tại được cho mình ăn hợp khẩu vị của mình đúng thôi. Rồi. Khẩu vị của mỗi cái mỗi vùng miền nó khác nhau. Dạ. Mình tự ra mình không có thể nào phân biệt được phải không? Dạ. Cho nên là đôi khi con đi quay đồ ăn vậy á, ngon á thì mình có thể ăn nhiều lần, còn ví dụ hợp phục vị mình á thì mình ăn lần thôi kiểu vậy đó. Chứ nói ngon dở là mình đánh giá nó cảm quan cá nhân lắm, không thể đánh giá ngon dở. Đôi khi bánh gì gái mà Thảo cứ khen ngon nhưng mà nhiều người khác họ ăn tới cái hổn hợp phục vị thì sao? Đúng rồi, cái đó là đúng vậy đó. Sự thật là như vậy. Thì Thảo cứ chia sẻ cái quán bánh của dì gái. Cô chú anh chị nào, các bạn nào mình tới ăn thử, nếu ngon thì mình trở lại. Đúng không rồi. Ngon thì thôi, cũng sao hết trơn á. Đúng rồi. Dạ. Cứ thích thì mới tới ăn được. Nhưng mà nhiều người cứ hỏi là sao mà Thảo khen dữ gì đó, là nó hợp cậu vì mình. Thì mình thấy nó ngon thì mình nêu quan điểm cá nhân. Nói hả, trời, Thảo nó nói đi nhiều chỗ lắm rồi đó, nhưng mà không có chỗ nào mà làm bánh đúc ngon bằng của dì gái nè. Dạ, chính xác, đó là cá nhân con cảm nhận. Đó, chị thấy không, nghe Thảo nó còn thích bánh đúc em làm nữa đó. Nhưng mà có nhiều món của dì gái con thích là con ăn là vậy đó. Đúng rồi, con thích là cái nào mới ngon cái đó. Dạ, thì đó là khẩu vị cá nhân thôi. Đúng. Còn mấy con thích cái món bánh đúc đó, ăn nó rất là béo mà nó dẻo mà vô nó bùi nó tan trong miệng nó cực kỳ ngon. Mà ngon phải không? Ừ. Dạ, đó. Thế vậy nhiều người... Thế những cái món bánh khác của dì gái có thì... Cái chú đó đó Thảo, dạ. Ông tới mua là hộp bánh đúc 30. Dạ. Ông cứ tới mua hộp bánh đúc là 30. À vậy đó hả? Ông thích ăn bánh đúc. Dạ. Nhưng mà điều có cái là ăn cho nó no là chiều cũng ăn cơm được nha. Đúng rồi đó. Đôi khi chiều mà chuẩn bị cơm là cũng dám ăn bánh đúc gì gái luôn á. Ăn đúng bánh rồi. Đúc mà hộp bánh đúc mà tầm cỡ 2 giờ chiều là ăn đến tối là no luôn á. No luôn, hết ăn luôn. Nó rất là no tại cái này là bột. Có bột mà dừa nữa. Đó. Nó no, nó nói chung là thèm thì thật sự là thèm luôn. Nhưng mà ăn vô là đến tối là khỏi ăn cơm. Nó xác định là vậy. Tại vì nó ngon mà không, nó ghi có mạng. nhiều người bao tử ta tốt người ta dạ. vẫn ăn được dạ. Còn nhiều người bao tử không có tốt là nó sẽ bị no ngang đó, no ngang đó là như vậy rồi, chắc con cũng tốt rồi đó. Bao tử nó không có tiêu đó, nói người cũng có tốt bùng á. Người xấu bùng. Không có cái cô đó mình phải tự làm.
dì gái nói cô nào? Cái cô Phượng mà, cái cô hai phụ bán với dì gái nè. Hôm nay bà ra phường bà họp rồi. Bữa nay hôm nay thương không có phụ bà được. Ngày mai bà đi luôn nữa rồi, hai ngày. Cô đẹp đẹp đó phải không? Ừ đó. Cô đó tuổi heo xăm mấy rồi đó con. Cháu mấy mà nhìn trẻ ha. Nhìn giống như là thoải mái á. Hồi đó bà cũng khổ về nuôi lo cho chồng mà giờ chồng chết rồi. Dạ. Trong ra nó thoải mái cuộc đời đó. Thử tươi trẻ lại rồi. Dạ. Người ta đẹp vậy chê, người ta xấu người ta không ghét sao được. Chê cô xấu mà. Mà cô đẹp thiệt mà, không phải là không có đây mà nói xấu, nhưng mà cô đó rất là đẹp. Đúng rồi, có 60 mấy tuổi mà đẹp ghê ha. Ai cũng khen, nước da cũng đẹp. Dạ. Mà hả, bả xăm môi, cái môi bả nó nổi lên đó, thành thử ra rất là ghê. Ờ, cái thao đồ chua này cả nhà, nhìn ngon chưa? Đồ chua chị gái cũng chịu mua đâu. Đồ là toàn làm hết trơn. Cái gì cũng tự làm hết. Dạ. Làm thì nó hơi cực. Nhưng mà nó ngon. Nhưng mà nó vừa ý, đậu phộng cũng có tự rang luôn, thấy không? Đâu có mua đâu. Có luôn hả? Đậu phộng tự rang luôn nè. Vậy mà cực khổ vậy gì cả? Hả? Có một miếng đậu phộng mình mua ngoài về giải xong luôn. Không, phải tự rang luôn. Nó tự rang vậy đó, thấy chưa? Vậy nhìn nhiều người thích lắm. Cái ông kia cũng vô nay bán tôi 5.000 về ăn cơm. Dạ. Dì gái lấy cho con mấy hộp đi, hộp đầy đủ nha, một hộp bánh bèo hả? Dạ. À, không, bánh đầy đủ luôn nè. Ừ. Đó, thứ luôn. Lấy con 5 hộp đầy đủ đi. Rồi một hộp 30.000 cho con, có hộp cho mua cho người ta hay dữ vậy? Dạ. Mua người nhà hả? Lâu lâu con ghé. Năm hộp đầy đủ ha, một hộp nào 30 hết nha. Dữ vậy đó ha. Dạ. Ta. Ăn cho nó đã. Nhiều dữ. Đúc cho người ta ăn cho nhiều cho nó cho nó ngon. Ừ, cho người ta biết đi. Nói sao chú? Vậy đó hả? Dạ. Ờ, chết người thứ. Con trai một hào phải con trai. Trời ơi, cái tay chú dài như Phật á ha. Không nhân hả? Dạ. Giang quá, tự không có cho vô. Hay bán cho khách đi đây. Đây này dì gái bán nè. Dạ. Ông sao nào ông nói bậy không hả Út? Chuyện với đàng hoàng, cái nói chuyện bậy quá, người ta quay phim người ta vô lý ông là chết luôn á. Đúng rồi. Ừ. Nói chuyện với đàng hoàng, nói nó bậy quá. Nghe em nói chú có bán gì không, mới quay chú lên có. Chú bán thân nè. Cho tao bán luôn. Đó, thấy không, ông cũng nói bậy nữa không? Nói chuyện đàng hoàng. Nói bậy mà nó bự nữa. Ờ, nói bậy mà còn nói to nữa. Nói bậy mà còn nói bự nữa. Nó nhỏ nhỏ thôi. Nè con trai. Ngoài cái món bánh đúc á, dì gái có cái món mà mì bún mì xào, phải không? Xào chay với cả nhà cũng rất là ngon chay. Đúng rồi, cái món đó dì gái bán đắt lắm Thảo. Ờ, dì gái đâu có thì giờ làm nổi đâu. Trộn nó dai dai vừa phải á, ăn cực kỳ ngon luôn. Chỉ có 2 ngày chay mới có thôi, mùng 1 và rằm với cả nhà, 15 đó. Bánh khọt cũng cực kỳ ngon, bánh khọt mà nước cốt dừa với nhiều ăn mấy cái xôi. Cái có đường. Trời ơi, xôi ngon dữ lắm Út ơi. Xôi nó ngon dữ lắm luôn á. Thấy cái màu thấy ngon không? Thấy không? Thấy cái màu là thấy ngon rồi, phải không? Bởi vậy một gói có đường, một gói không. Cái có đường nhiều không? Cái này là không đường nè. Ôi, dừa mà dừa rám luôn đó. Đúng rồi, dừa rám. Dừa rám nó mới ngon nè, chứ còn dừa mà dừa già là nó đâu ngon. Đúng rồi. Dì gái dặn người ta lấy dừa rám hả? Mình mua mối á. Ờ, mua mối hỏi biết là chừa dừa rám cho mình đó. Đúng rồi. Cái dừa này ăn sôi nó mới ngon. Rồi, con biết rồi. Dừa đó ăn cái gì nó càng ngon. Trộn cốm dẹp đồ nó ngon dừa lắm á dì gái. Cái đó trộn cốm dẹp mình không có bỏ ấy nha. Dạ. Không có bỏ đường, à, không có bỏ nước gì hết đó. Chỉ dạ. Trộn cái dừa đó vô là nó sẽ mềm cái cốm dẹp à. Dạ. Rồi đó gái bán cốm dẹp chứ. Có bán luôn hả? Có bán luôn. Ờ, dì gái mong tiền có chơi hết trơn. Bây giờ cực lắm làm không nổi thôi chứ còn dạ. Làm hết á.
Đây dọn sớm đó gái à? Dọn sớm, đúng rồi. Gái làm xong là cái dọn liền. Đây là bánh bèo đi chị gái. Đủ thứ không? Không. Bánh bèo không thôi. Không trả hả anh? Không. Dạ. Rồi đợi gái xíu nha. Rồi anh ơi, 20 thôi anh. Cái chỗ chèo không có răng, không răng ngay kia được. Dạ. Hộp xôi. Ăn liền không? Gái về cái chan nước dừa vô luôn rồi về kia ăn thôi ha. Xôi 10 ngàn hả dì gái? Đúng rồi. Cho đậu xanh, nước cốt dừa, đậu phộng. 10 ngàn hả? Xôi 10 ngàn, chè 10 ngàn. Nó thấy chưa, hộp xôi về 10 ngàn ngon ghê không? Dạ. Về ăn là đã luôn nè, khỏi mất công. Bịch chè luôn. Ờ, chút thiên hợp bản ăn chứ có nhiêu tiền đâu. Dạ. Ờ, kênh nào vậy chị? Dạ, 700 là rẻ rồi đó. Dạ, có mấy bạn mà nó làm kênh lớn nó lấy mấy triệu á. Dạ, chứ 700 thì chị cứ nhận đi. Em thì em không có nhận tiền với quán nào ngon, em từ về quay dốc về thôi à. Dạ. Chị muốn gì đấy chị? Hả? 10 ngàn bánh đúc không, đừng cho nước mắm. Đây, 10 ngàn bánh đúc không, không cho nước mắm. Nhận đi chị, mà kênh đó có nổi tiếng không, có lớn lắm không? Cái kênh đó. Dạ. Chị bàn đó rất nhận với chị, quay được thì không, chị hỏi cho nó rõ ha. Mình cái người bán phải trả phí hả? Dạ đúng vậy đó, đó 700 đó hả? 700 là rẻ đó gì gái. Ồ, đây Thảo làm miễn phí cho gái nè, thấy không? Dạ, đâu có lấy tiền gái đâu. Quán gì gái nổi tiếng mà quán gì gái hiện giờ có ai quay thì gì gái vẫn có khách mà. Ba hộp đầy đủ không lấy trả. Ba hộp đầy đủ không lấy trả. 700 là rẻ đó, có mấy người họ lấy mấy triệu nó gì gái. Như vậy đó hả? Dạ. Rồi ghê giả ta. Ờ, mấy bạn mà kênh nổi tiếng lấy vài triệu, 5 triệu đồ là bình thường. Ồ. Dì gái không có hiểu biết gì hết trơn á. Thấy Thảo nó quay cho gái miễn phí không, để đâu biết. Đấy, chị đó nói là nó lấy 700 là kênh nó nhỏ đó, họ mới lấy 700 á. À, yeah. Nhiều kênh tiền. Họ lớn họ 700 họ có lấy à. Vậy đó hả? Ờ. Sáu đi mua hộp sáu ơi, thiếu hộp rồi. Bên này thường thường dì gái bán đến tầm khoảng 5 giờ chiều, 4 giờ chiều không? À, nếu mà trời nắng á, dạ. Là gái bán hết sớm. Hết sớm à? Ừ, trời mưa thì nó hơi trễ thôi. Thêm 10 ngàn bánh đúc. Cái này 10 ngàn bánh đúc nữa ha. Rồi, đây. Bánh đúc ngon dữ lắm đây nè. Chú quay phim thì chú khoái ăn bánh đúc này lắm nè. Dạ. Con cũng khoái. Nói đi quay nhiều chỗ lắm, không có chỗ nào bán bánh đúc ngon bằng của dì gái hết trơn nè, thấy không? Bánh đúc bánh bẹt. Chờ em xíu chị. Xôi lá cẩm ngon ghê hơn, chị thấy cái màu nó tím nó đẹp ghê á. Tùy theo cái lá gì, cái lá mà của Thái á. Nó ngon lắm. À. Màu của Thái á. Nhưng mà dì gái nấu từ từ á, nấu lửa nhỏ nhỏ từ từ riu á, nó ra. Phải để cho nó ra đó, lâu lắm. Đúng rồi. Ừ. Con cũng biết mà con nghe mấy chị nói vậy đó, nấu từ từ thì nó ra màu hết đẹp lắm. Đúng rồi. Mình cứ để cho nó từ từ, từ sau dạ. Từ từ nấu bếp dầu mà. Dạ dạ. Nó sao từ 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 cái là xong rồi. Chị bánh bèo với gì chị? Bánh bèo với Trần. Bèo với Trần thôi. À, ăn đây. À ăn đây. Đậu phộng em tự rang luôn đó chị. Ừ. Bán gì cũng phải tự làm. Thích như vậy đó, nó mới ngon. Răm nhuyễn ra đúng không?
làm thì nó hơi cực mà nó ngon, bù lại khách hàng người ta chứ sao, người ta ăn người ta cũng biết chứ bộ. Đi hả? Hả? Bịch chè hả? Ai ăn vậy? Phượng ơi, sáng em đem ra Phượng em điềm thiêu vô, con luôn nói sai là vậy, đưa em khác làm lại kìa. Cái phần sao em kia ngoài ký tên xong em ghi vô gì không, nó đệ chữ là quan hệ với chủ hộ như thế nào, em đệ con. Xong rồi nó không có phải ghi phần đó dưới đó. Ờ, rồi em nó nói thôi vậy nó trả lại, đưa hai miếng khác về em kêu Lụng nó ghi. Nó gạch chéo cái chỗ mấy chỗ đó đó, thử cho Lụng nó ghi khác, giờ nó chở vào ngoài đi mở tài khoản. Nó nói mở tài khoản xong lấy cái thẻ đó mới ghi vô cái hồ sơ đó mới được. Đi đi, đi hộp đi. Thấy không, sợ hết thấy không? Anh Phương bịch chè đậu đen. Sợ hết quay lại dằn đó hả dì gái? Cái cô đó đó, cái cô phụ bán đó. Bịch chè đây, bộ bịch. Một hộp xôi, một bịch chè. Sợ hết đó cả nhà, phải dằn trước đó. Đúng rồi, phải dằn đó, sợ hết. Chè mà ăn mà... chè xôi bán lẻ lắm. Dạ, bán lẻ. Người ta thích mấy tiếng hai mấy món này. Chắc 2 tiếng là hết rồi đó. Đúng rồi. Cho nên là ai thích là phải dằn trước hoặc là tranh thủ đi mua trước rồi đem về nhà. Tranh thủ đi mua trước chứ để thôi hết. Có mấy người mua đó, đang đi làm nhưng mà mua để chiều về ăn chứ không có hết. Đúng rồi. Anh Phương ơi, có lấy nước dừa không? Lấy nước dừa. Lấy nước dừa luôn. Có anh Phương có 20 thôi. Cái món xôi của dì gái bán buổi sáng chắc khách ăn đông chịu lắm dì gái hả? Đúng rồi. Mình bán phải có bịch nước dừa vậy nữa, người ta thích lắm. Đó. Với lại biết sao ông Thảo nếp của dì gái mua nếp ngon lắm, nhìn hộp nếp nó nguyên không phải không? Dạ. Dạ. Có nhiều người người ta mua nếp, nếp nó có loại nó rẻ hơn. Chứ dì gái là cái mua nếp đặc biệt luôn. Cái chị mà chị bán chứ nói nó không ai bán xôi mà mua nếp sang như dì gái á. Dạ. Bán rồi. Hộp bánh đúc bánh bèo. Hộp bánh đúc bánh bèo. Dạ. Bữa năm quá. Đúng rồi. Cái này đâu có lấy chả hả chị? Không. Gái khoái là bánh đúc. Đúc vô bánh bèo. Thì cái ai mà đã ăn bánh đúc gì gái là ghiền luôn á, bị ghiền luôn á. Biết sao gái mới mua cái cối sau này á Thảo, nó không có xây nhuyễn. Tức là bỏ phê môn vô xây nó không có bị nhuyễn, nó bị văng lên cái hộp mình đã sắc hộp lựu rồi đó. Vậy đó hả? Ừ, cuối cùng là dì gái phải xây phê môn bằng máy sinh tố xong rồi bắt đầu mới đổ vô gạo xây lần nữa. Là xây 2 lần đó. Mà cái cối đó là mới mua đó, cái cối cũ sửa 600.000 mà không có sử dụng được, giờ để kìa. Vậy là cái cối nó ngon rồi, giống như là cối đá hồi xưa mà có cái cối mà đúng xay rồi mà, cái mà... cối đá nó mang chất lượng. Xay chín xay một lần duy nhất là mềm luôn á. Thì bởi vậy hồi đó thì giờ nếu mà vậy thì đi xay thì nó cực quá Thảo. Dạ. Mà bữa ra không có xay, thôi để ở nhà mua làm đại, nhưng mà cuối cùng là phải làm gì phải không, phải xay máy sinh tố rồi mới bỏ qua xay gạo thêm với sinh tố. Dạ. Cái máy đó nữa đó. Sáng gặp tối gặp chiều gặp. Alo. Rồi. Chè ly đâu chén giờ sao anh nhồi cái cục dây dai đó đó, sáng nấu nước lá cẩm á, cái lấy cái nước lá cẩm mới nhồi bột luôn. Dạ. Thành thử cái cục đen đen, cục này nó tím tím. Tôi làm chắc trả tiền túi tôi chứ dễ giọng trả. Thảo ơi, cái này là 5 hộp đủ thứ. Dạ. Thôi một hộp bánh đúc cho con. Hộp bánh đúc 30 luôn nha. Không muốn cho vợ bánh lọc hả? Thôi, hai đứa ăn miếng tối còn ăn cơm chứ. Làm vậy ha. Rồi sao ăn cơm? Rồi. Từ nay mai đi dạ, ra đó cả tháng trời mà đi bằng xe vậy? Đi máy bay. Sống đi xe hơi chạy luôn đi. Có xe hơi đâu mà đi. Thôi tôi biết rồi, đừng giấu tôi mà. Tôi biết rồi. Muốn tài xế chạy mệt lắm hả? Đi máy bay nó sướng gì cả. Ra ngoài thuê xe máy đi. Ra ngoài thuê xe. Dạ.
thuê xe nhiều ngày cũng tốn tiền chứ Thảo. Dạ, ngày 150 đó, gì gái xe máy mà. Trời, mình đổ xăng vô. Mình đi đâu đi mình quay giống như vô hẻm hóc rồi quay giống như vậy nó khỏe. Chứ gì thấy ra Đà Lạt cũng mướn 150 ngàn mấy đứa cháu nó đi, trời ơi. Chạy ào 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 ngoài đó. À, đi đâu mình thuê xe máy đi khỏe gì gái. Đủ thứ không con? Rồi đợi gì gái xíu. Nó quay con đầu lo, nó chỉ quay bánh thôi. Đúng rồi, phải bánh cái ống kính nó chìa xuống, nó tốn người đâu mà lo. Không phải lo. Ờ, bà gái có gì đâu quay phải không? Già mà bị bệnh nữa. Nghe con gái 25 ngàn con. Ly chè ăn luôn hả? Sao con không nhờ ai vậy? Trời ơi, chuyện của cổ luôn nha. Dạ, dạ, chị để đó giùm em. Bữa là bữa ăn bánh khọt viền luôn rồi. Cả bữa vậy? Là ăn bánh khọt là chạy vô tới trong nhà luôn. Vậy đó hả, vô nhà luôn hả? Có người coi tiệm, phải vô nhờ khách coi tiệm rồi chạy vô tới trong nhà luôn. Chị em gửi. Thảo ơi, cái này dì gái để nước dừa riêng đi hả Thảo? Dạ, sao tùy gì cả. Để nước dừa riêng đi. Chứ để hả, 2-3 ngày ăn cái nó hư chết. Đi quay phim. Mà à, mua về vào tủ lạnh vậy đó. Mua gì để tủ lạnh. Anh em chỉ anh à, đừng có bỏ ăn mát, bỏ ăn đá. Rồi xong mùng lúc ra cạp đi như kem vậy, giống như hồi xưa. À vậy đó, đó hả? Sinh tố vậy đó. Nhưng mà cái bột đó nó đông cứng lại. Cô đừng lấy bột. Múc vô rồi sao được, không có được. Về nấu lại nó nóng lại ăn mình cũng ngon như. Nó chỉ để vậy xong mình. Quay lại hồi xưa mà mình chuyên môn ăn chè đậu xanh, chè đậu đen, cô bỏ vô cái bịch á. Chứ đó làm mình có kem nhiều. Nhà con là không có cái thứ gì mà điện tử hết trơn, phải bỏ lên bếp nhà nấu lại. Con nói thiệt. Mọi người nói là bỏ vô lò vi sóng một quay nó khiêm tốn lắm, nó có cửa mà nó khiêm tốn lắm. Con nói thiệt. Không, dì gái biết Thảo. Nhà con là không có máy giặt, không có đồ gì hết trơn. Không dám đâu. Hai vợ chồng nó ở hai nhà lầu. Mà giống nhau. Nó mua hả căn nhà hả hai tấm mà mua xe hơi nữa đó. Nó vậy đó, nó không có phe đó chứ chưa. À, giật máy nó hư đồ. Giật máy nó còn dơ hơn giật tay mà. Không, bậy nha. Bậy, nói vậy không đúng rồi nha. Để gì gái nó nghe nè, mua cái máy giặt gì cái gì đó. Cái máy gì không electrolux gì đó ai biết cái máy đó. Ừ. Cái máy đó lúc gái mua là hình như là 12-13 triệu gì đó. Rặt giặt nó rất là sạch. Nhưng mà đồ ra rồi gì gái ủi lại nó cũng mệt. Còn ta giặt tay nó thằng thớm rồi ta ủi nhanh. Nhưng mà giặt nó sạch lắm. Tại vì biết sao không? Hồi lúc trước cái xài cái máy giặt Toshiba. Giặt thì cái cổ áo nó còn nguyên. Nhưng mà giặt cái máy này hả, cái cổ sạch trơn. Đó, thành thử ra mình mới thấy mình mới biết. Còn mình giặt ở nhà. Người phụ nữ mà nói vậy sao được. Phụ nữ hiện đại nè. Thôi, không được. Phụ nữ hiện đại chứ không phải phụ nữ. Tại vì có mình đâu. Gái thích ở nhà chứ người ta làm thời gian ta phơi đồ hết bà nó tiếng đồng hồ rồi nó làm trong phòng chứ không có thời gian về dọn dẹp nhà cửa ăn khi ta còn có thời gian ăn. Gái bận cách nào đi nhân nửa khuya vậy đó, khuya vậy làm á cái bắt đầu bỏ đồ vô máy bấm lên là chút mình làm công chuyện xong là nó đã xong rồi đó. Dì gái cá biệt rồi, dì gái phụ nữ của gia đình gái thấy không, chợ búa cơm nước rồi lo hết mà đồ bán nữa thấy chưa, đâu có cái gì mà không làm, cái gì cũng làm được á, như vậy mới được. Không có cái gì mà không làm được. Đổi qua dạng vô no hả, cái bệnh gì mà nó kỳ ghê á. À. Sợ ăn vô mẫn no khi đó mới chết cha. Ăn hoài không no mới mệt á. Dạ. Chị để em kể chị nghe nha, thằng cháu em á chị nó đang đi học á. Nó học lớp gì đang học gì đó không biết nữa mà nó với mấy bạn nó vô ăn buffet đó, 2 tiếng một hộp chưa no. Trời ơi. Ăn hết của người ta luôn, chị thấy không? Con đầy đủ thì không lấy đều. Mà đôi khi người ta ăn từ từ. Trời ơi, nó thanh niên đó. Trời ơi, ăn 2 tiếng một hộp mà ăn không no. Tôi nói thôi tụi bay ăn chắc sập tiệm của tiệm buffet quá tụi bay ơi. Trời đất ơi. Đây, gái làm liền.
cái hộp trang phùng là đề riêng đó hả chị gái? Đó, của con đó Thảo. Dạ. Rồi, để bỏ vô bao bự. Rồi, rồi ăn cái gì nói đi, làm cho. Đầy đủ không lén bèo. Ngồi đó. Để từ từ không làm chứ bây giờ nhiều nhiều không dẹp luôn lần. Cái này cay cay. Không cay hả cay? Tưởng đâu nhát ghê không ăn cay. Cái cô đó cổ đi họp rồi cổ mới đi ngang dặn chè đó. Đây. Cái gì vậy? Dặm dưới chân rồi hả? Thôi rồi. Rồi con bé này ăn gì con? Con ly chè. Ly chè.